bồ đề và tát đỏa còn không chứng đắc huống chi là chứng đắc đại bồ tát đã không chứng đắc đại bồ tát thì lấy đâu đắc pháp đại bồ tát pháp đại bồ tát còn không chứng đắc huống chi là chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư phật trời đế thích lại bạch phật Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát chỉ nên tu bát nhã ba la mật đa thậm thâm hay cũng nên tu năm ba la mật đa. Phật bảo, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu đủ sáu pháp ba la mật đa. Khi tu bố thí thì không thấy có vật cho, không thấy người cho và không thấy người nhận. Khi tu tịnh giới không thấy giới đẻ tịnh, không thấy người trì giới, không thấy người phạm giới. Khi tu an nhẫn thì không thấy được an nhẫn, không thấy người an nhẫn, không thấy người sân giận. Khi tu tinh tấn không thấy sự tinh tấn, không thấy người tinh tấn, không thấy người giải đãi, không thấy việc làm phải nên tinh tấn, không thấy thân hoặc tâm có thể làm. Khi tu tịnh lự, không thấy tịnh lự, không thấy người tịnh lự, không thấy người tán loạn khi tu bát nhã không thấy bát nhã không thấy người trí tuệ vi diệu hoàn hảo không thấy người nhiều ác tuệ không thấy sự quan sát sai biệt về tánh tướng các pháp của bát nhã lại nữa kiều thi ca bát nhã ba la mật đa thậm thâm của các đại bồ tát là ánh sáng là bậc hướng dẫn để tu tập tất cả ba la mật đa không chỗ chấp trước khiến mau chóng được viên mãn lại nữa kiểu thi ca các đại bồ tát đối với tất cả pháp dùng vô sở đắc làm phương tiện bát nhã ba la bật đa thập thâm là ánh sáng là bậc hướng dẫn tuy quán sát các pháp mà không chỗ chấp trước khiến cho sự tu tập mau chóng được viên mãn, nghĩa là dùng vô sở đắc làm phương tiện, bát nhã ba la mật đa thậm thâm làm ánh sáng, làm bậc hướng dẫn, tuy quán các uẩn các xứ, các giới, cho đến trí nhất thiết tướng, mà không chấp trước, do nhân duyên này khiến cho sự tu tập mau được viên mãn, kiều thi ca cũng như thân nhánh lá, quả hạt, cọng hoa của các cây ở châu thiện bộ, tuy các hình sắc không đồng, mà bóng mát của chúng hoàn hoàn toàn không sai biệt là chỗ quay về của các công đức lớn năm ba la mật đa trước cũng vậy tuy mỗi loại có khác nhưng do sự nhiếp thọ của bát nhã ba la mật đa hồi hướng trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện các tướng sai biệt hoàn toàn bất khả đắc là chỗ nương tựa cho các công đức lớn lúc đó trời đế thích lại bạch phật Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa, thẩm Thâm, thành tựu công đức thù thắng rộng lớn, thành tựu tất cả công đức thù thắng, thành tựu viên mãn công đức thù thắng, thành tựu vô lượng công đức thù thắng, thành tựu vô số công đức thù thắng, thành tựu vô biên công đức thù thắng, thành tựu vô đẳng công đức thù thắng, thành tựu vô tận công đức thù thắng. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào viết chép Bát Nhã, Ba La, Mật Đa, Thậm Thâm như vậy, dùng các vật báu để trang nghiêm thọ trì đọc tụng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen y như kinh đã nói suy nghĩ đúng lý hoặc có thiện nam thiện nữ vân vân cũng viết chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy còn dạy cho người khác thọ trì và lưu truyền cùng khắp trong hai phước này phước nào nhiều hơn Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, ta hỏi lại ông nên trả lời theo ý ông, nếu có các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, thỉnh được xá lợi Phật của người khác, đựng vào trong hộp báu, để chỗ cao hơn, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Cũng có các thiện nam, thiện nữ, vân vân khác, thỉnh xá lợi Phật rồi phân phát cho người khác chừng bằng hạt cải. Những người kia cung kính lãnh thọ và đặt chỗ an ổn đúng như pháp lại dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen ý ông nghĩ sao hai phước đức này phước nào thù thắng hơn trời đế thích bạch phật Bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật dạy, Hai phước đức đó thì phước đức sau thù thắng hơn. Vì sao? Chư Như Lai ứng tránh đẳng giác vì các loại hữu tình, mà dùng tâm đại bi nên đối với xá lợi của chư Phật ai cũng dường cung kính thì được cứu độ. Khi Như Lai sắp vào Niết Bàn dùng sức tam ma địa như kim cương đập vỡ thân kim cương thành nhiều mảnh như hạt cải, lại dùng thần lực gia trì đại bi sâu rộng khiến cho sau khi Như Lai nhập Niết Bàn số lượng xá lợi Phật nhiều viên, như hạt cải nếu ai cúng dường cung kính đạt được vô biên phước đức hưởng thọ nhiều an lạc thù thắng ở trong trời người cho đến sau cùng chấm dứt được các khổ cho nên người đem xá lợi phật cho người khác thì phước đức thù thắng hơn phật khen trời đế thích lành thay lành thay đúng như lời ông nói kiều thi ca đối với bát nhã ba la mật đa nếu tự thọ trì cúng dường cung kính lưu truyền rộng rãi cho người khác hai phước này phước sau nhiều hơn vì sao vì do sự trao truyền cho người khác nên vô lượng vô số hữu tình được lợi ích an lạc lại nữa kiều thi ca nếu có người đối với nghĩa lý bát nhã ba la bật đa thậm thâm đã thuyết mà như thật phân biệt giải thích cho người giúp cho họ được giải thoát đạt được phước đức thù thắng hơn cả trăm ngàn phần công đức của người lưu truyền cung kính pháp sư này như cung kính phật cũng như phụng sự tôn kính người phạm hạnh vì sao vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm tức là chư phật chư phật tức là bát nhã ba la mật đa thậm thâm Bát nhã ba la mật đa thậm thâm không khác chư Phật, chư Phật không khác bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều nương tựa bát nhã ba la mật đa mà tinh cần tu học chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề bậc phạm hạnh nên biết tức là trụ ở đại bồ tát bất thối chuyển đại bồ tát cũng nương tựa vào bát nhã ba la mật đa mà tinh cần tu học chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề hàng trùng tánh thanh văn cũng nương tựa bát nhã ba la mật đa mà tinh cần tu học đắc quả A-la-hán hàng chủng tánh độc giác cũng nương tựa vào bát nhã ba la mật đa mà tinh cần tu học chứng đắc độc giác bồ đề bậc chủng tánh bồ tát cũng nương tựa vào bát nhã ba la mật đa mà tinh cần tu học vượt qua các hàng thanh văn độc giác vân vân chứng nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát lần lần tu hành tất cả bồ tát hạnh được trụ ở bồ tát bất thối chuyển vì vậy kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen vị Phật hiện tại thì nên chép kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen kiều thi ca khi vừa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta quán sát nghĩa này nên suy nghĩ ta nên y chỉ vào ai để an trụ, ai xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường cung kính của ta. Khi nghĩ như vậy, hoàn toàn không thấy trời, ma phạm, người chẳng phải người vân vân nào bằng ta, cúng gì là hơn ta. Ta lại suy nghĩ, ta nên y chỉ vào pháp quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mà ta đã chứng pháp này thậm thâm tịch tịnh vi diệu ta sẽ y chỉ pháp này để an trụ cúng dường cung kính đó là bát nhã ba la mật đa thậm thâm Kiều Thi Ca ta đã thành Phật còn nương vào bát nhã ba la mật đa cúng dường cung kính, cúng chi các thiện nam thiện nữ vân vân, muốn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề mà lại không nương tựa vào bát nhã ba la mật đa thậm thâm để tinh cần tu học cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm có thể sanh ra chúng đại Bồ Tát từ chúng đại bồ tát này sanh ra chư như lai ứng tránh đẳng giác lại nương tựa vào chư như lai ứng tránh đẳng giác mà thanh văn độc giác được sanh ra vì vậy Kiều Thi Ca nếu Bồ Tát Thừa, Độc Giác Thừa, Thanh Văn Thừa, các thiện nam, thiện nữ vân vân đều phải tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa, dùng vô lượng thứ chẳng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì Thanh Văn Độc Giác và Bồ Tát Thừa cốt yếu nương tựa vào bát nhã ba la mật đa để tinh cần tu học đạt đến cứu cánh. Lại nữa kiều thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giao hóa các loại hữu tình ở châu thiệm bộ đều làm cho họ an trụ nơi mười thiện nghiệp đạo ý ông thế nào các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đó mà được nhiều phước đức trăng trời đề thích bạch phật bạch thế tôn rất nhiều bạch thế tôn rất nhiều phật dạy kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết chép kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm đọc tụng cho người hoặc viết chép lưu truyền rộng rãi thì các thiện nam thiện nữ vân vân này phước đức được nhiều hơn trước vì sao kiều thi ca vì trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho đến tất cả pháp vô lậu các thiện nam thiện nữ vân vân đã học đang học sẽ học trong đó hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập tránh tánh ly xanh của chủng tánh thanh văn lần lần cho đến đã chứng đang chứng sẽ chứng quả a la hán hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập chánh tánh ly sanh của trùng tánh độc giác lần lần cho đến đã chứng đang chứng sẽ chứng độc giác bồ đề hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập tránh tánh ly sanh của chủng tánh bồ tát lần lần tu hành các bồ tát hạnh đã chứng đang chứng sẽ chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề kiểu thi ca trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã thuyết tất cả pháp vô lậu đó là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đại, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến như lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Tất cả Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Địa, Trí nhất Thiết, Trí Đạo Tướng, Trí Nhất Thiết Tướng, Vô Lượng Vô Biên Phật Pháp khác, đều là tất cả Pháp hữu lậu được thuyết trong đây. Hết quyển thứ 503.